Rồi bây giờ ăn xong rồi đi đi ra quay quay cảnh đẹp ha. Cầm trước lại hút thuốc lá nữa, không hút. Bây giờ đi ra bãi biển nè, đi ra bãi biển đi qua này. Giờ mình đi bộ phải không? Đi bộ ra bãi biển. Em bỏ này vô xe chứ. Bỏ vô xe đi nhanh. Đây rồi, bây giờ đi ra bãi biển nè. Đi vô phim đi, không có sao đâu. Không có sao đâu. Trời ơi, người bí ẩn không. Làm người bí ẩn không à. Đâu có sao đâu. Hả? Trời ơi, giờ ra bãi biển mọi người ơi. Bãi biển đẹp lắm. Cũng không hợp. Khi mà ta thấy là cái San Jose á, mấy cái người đó nó... Trời ơi, bãi biển đẹp nha. Ở bãi biển đẹp nha. Bây giờ mình chụp chung tấm hình ở bãi biển đây. Đi ra vòng vòng bên bến tàu nữa kìa. Ủa, đi bộ qua bến tàu được nữa hả? Đi dài dài xuống dưới. Đi qua bến tàu, nãy cái bến tàu đó. Anh làm nó cho mướn luôn á. Ờ vậy hả? Có cho tàu như vậy. Cái đó tụi con. Wow, bãi biển nè, chụp hình đã luôn. Ê, hôm nào mình đi. Hôm nào mình ra mình mướn tàu á. Đó, không biết ra biển là mê Đà Nẵng rồi. Nhớ Đà Nẵng rồi. Bơi về biết, bơi về bản. Ở đây bơi được rồi, bơi ra được. Cái biển của nó đó mà con cua á, bắt lên á mà dính chút xíu là không cho lấy liền. Không cho, không nhiễm chút xíu độc là không cho bơi. Không có cho mà bắt câu cái gì đó. Alex đeo mắt kiến vô. Rồi lại đứng đây đi, tao chụp cho tấm hình. Lại đứng chung trong kia kìa. Ê Alex, hồi nãy trên xe Du có cái áo lạnh giống mang này nè, sao mặc chung cho đẹp. Hồi nãy My có lấy theo á? Có. Nó mặc chung cho đẹp. Nó kéo lên. Cảng lớn lắm. Cảng này là vô mà đủ. Cái cảng này chảo như cái cầu quay mà làm cái cầu. Cái cầu đó nó hay cầu nào lắm đó. Cái cầu đó là cầu gì? Cầu đó cầu gì? Hỏi anh Lu kìa. Anh Lu. Alex nó hỏi cầu bên đó là cầu gì? Cầu này là cái cầu... Ờ, cậu bên đó mới là cầu San Mateo đó. Dạ, yeah, tại vì sương mù rồi, nó cái khúc nó mù rồi. Cái cầu con lên kia. Đâu phải cầu lên kia. Rồi đi lên, hướng lên đi. Đi lại cái chụp hình đấy. Nghe chưa? Nghe cơ. Ở trước đó đỏ hả? Đỏ. Bên kia. Có cái bên kia nè. Cáo lên. Cái đó lộp lên, cái thẳng lên trước kìa. Mẹ quay vòng vòng lên đây nè. Nhớ về quê rồi. Wow. Đẹp. Mà tối hù à. Tại vì ngay mặt trời ở đó. Nè anh Mé quay đi anh Mé. Dạ. Có mình đi 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 vòng vòng xích lên trên đi, cứ đi. Đi coi cái cảnh. Ăn no quá đi cho tiền. Cảnh ngồi nắng quá hả? Chiều đó mà mặt trời vô lại muốn chụp ở ngồi nó được. Lạnh nó chưa thì ấm. Giờ chói mặt trời chụp ở đây không được khác. Chụp lấy ngược qua đây coi sáng không? À,
sáng, sáng không? Vậy sáng phải không? Đó anh biết lại đứng thử thay rồi hằng à. Anh biết đứng ngay cục đá ở đây. Mấy thằng Alex muốn nhảy xuống biển không? Cậu áo nó nhảy xuống biển đi. Có chuyện gì buồn để nhảy xuống tự tử không? Có chết chuyện gì không? Lại đây phỏng vấn coi, đứng ngay đây nè. Cái gì là không? Đó lại đây, lên đây, lẹ đi. Lẹ đây nè. Wow, cái đây, 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 miếng, miếng. Ở bên đó biết cái gì không? Sương mù giống như là đang trên tiên cảnh, nó lòi cái... Dạ nè. Cô làm đó, mấy cái video này cô làm mày coi đi. Ồ, vậy hả? Cô làm hả? Nhiều lắm, mấy trăm cái video tôi bỏ. Để nghe, nghe hát cho. Đưa cái khu này nó làm như là cái mạng. Thấy gì chân á, bên kia sương mù lòi lòi ra giống như ở trên cung trăng vậy đó, trên tiên cảnh á. Làm tiên cái. Nó lòi ra mấy cái tòa lâu đài á. Nhưng mà phóng xa không có được. Chụp mình đang suy nghĩ chụp để mới đẹp. Đó là suy nghĩ gì. Ê, giờ nó ra mấy chỗ nào là càng lãng mạn nó càng nhớ người yêu của nó. Giờ nó ôm áo thì nó tưởng tượng. Yêu ta gì em biết. Nó càng ra cái nơi mà gì mà lãng mạn romantic là nó càng nhớ người yêu nó ra, giờ nó ôm áo tao nó tưởng tượng. Còn có hình không? Còn có hình không Alex? Còn hình không? Rồi bây giờ nó ôm áo tao nó tưởng tượng. Đừng có phóng xuống nha. Đừng có nhảy xuống tự tử nha. Con em có sâu đâu. Ấy gì đó. Trời đất ơi, ra cảnh thơ mộng. Giờ chụp hình đi mẹ ơi, chụp nè. Wow, đó bên kia cũng chụp tướng tung luôn kìa, thấy không? Đây biển nè mọi người ơi, ra đây thôi chứ. Mà biển không lạnh mới đã chứ, không lạnh ha. Yeah, nó ấm dễ sợ. Coi bên kia là bến tàu, hồi qua bến tàu chụp nè. Đó, giờ mình đi hết vòng đó, qua được bến tàu đó. Đây. Đi xong tiêu vô xe ăn. Dạ đúng rồi, đồ ăn nhóc. Nhưng trời chứ đất. Dạ hai mẹ chụp bãi cỏ lấy qua bến tàu ha. Nè. Không không có lạnh, ở dưới biển mà không lạnh ngộ thiệt, ấm quá. Cháu lắm. Rồi tôi thấy cái cọng đỏ rồi. Dạ kéo lên bên kia là tại vì cái đó cái ngược ánh mặt trời quay hoài lại không được. Nói đó nãy mà. Tôi thấy đó ra mặt theo nè, chạy ngang cái cầu này. Cầu đỏ nhỏ lòi. Dạ cầu đỏ tôi cho anh. Con đang thấy đó. Con ngang đầu tháp. Thấy không? Thấy hai cái thôi cái đầu này cái lòi không? Hay tôi sẽ hay quá đây. Năm 87 kỷ niệm của nó trò đây ngát cho nó cầu thì sợ bị sập luôn á, đốt năm 87 á, đứng sát người sát sát đây từ đầu đường cầu tới cuối cầu tới đây á, 87 đi á, người đứng à, đứng sát 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 luôn á, tức là không còn cắt xẻ. Cái này mà thời nay thì người ta chùm luôn. Sao ngồi trên cái ghế này chụp hình được nè mà người ta ngồi rồi. Ồ đứng trên cái cây. Anh Mía ơi. Rồi anh Mía quay lại thằng hàng. Lên trên nhìn thấy rõ nè, thấy người đi bộ nè. Còn ngược lại cái mặt trời không được. Ngược lại ông mặt trời không được. Nó có cái đồ chỉnh á, bị mình không chỉnh không nào. Rồi thôi mình đi vòng vòng lên trên đi. Kìa, đi lên trên cái núi kia đẹp kìa. Cái cuối biển á, đi. Đây là sai. Đây. Đi lên cuối biển nè. Bờ biển đẹp ha. Ủa ông Mía rồi, ông Mía ông cũng quay.
Đó, quay ngược lại đen. Đó, bên kia giống như tiên cảnh kìa. Nó bên kia giống như tiên cảnh vậy đó. Đó, lên, sương mù lên, cái, tự nhiên bị cái sương mù cái lòi lên, lòi cái mấy cái tòa nhà lên á, giống như bên kia giống như tiên cảnh vậy đó. Không, hồi nãy ngược là không thấy, lên đứng đây mới thấy nè. Giống như tiên cảnh vậy đó. Kìa kìa, giống như cũng tiên cảnh kìa. Đó, đi lên cái đồi lên đó, đi xích lên cái đồi đó. Anh Mé ơi, anh Mé đâu rồi? Rồi anh Mé cũng lo quay rồi. Anh Mé đi xuống đây thấy biển, thấy ghe, thấy tàu á, nhớ Đà Nẵng. Nè, bây giờ quay tích. Tôi thấy nó ăn bánh mì của lớn nè, của nó nóng chậm luôn. Dữ lắm. Mà tôi cho nó ăn hoài luôn á. Đi sóc nè, đi sóc nè. Nó hồ á, tôi cho nó cho. Nó bộ trời nắng á hả? Trời ơi, ngồi chơi hả? Đậu rồi. Cái hồ bên Úc Linh không? Trong đó thấy gì cho trong đó đẹp khủng khiếp luôn nha. Bữa nào sóc ăn được á, mà có tiểu bang Mỹ với cái tiểu bang dưa. Có tiểu bang nào Minnesota. Ê, đồ ăn kìa. Ừ. Cho nó ăn kìa, cho ăn mà. Ở bên miền Bắc á. Hai vợ chồng bắt con sóc gì nè, dỗ lòng cái xẻ ra ăn luôn. Ghê vậy? Mỹ ăn sống luôn. Ghê vậy? Ăn như xuống xì luôn á. Ê dạ. Mỹ hỏi nó còn ngon đó chứ. Oh my god, gớm không? Như Minnesota tiểu bang nào quá. Cái chỗ mà tôi nói trong cái bờ hồ á, trong đó nè, cái chỗ bên đó đó, chỗ đó nó cũng sốc nhiều lắm. Ở đó tôi cho ăn nó quen, tôi lại tới nó đi xuống nó tìm mình luôn á. Đó, cái cây đó ông chọn chụp được nè, đi lấy cây kìa, cái cây này quá đẹp nè. Đó, trong cái rừng cây này đẹp nè. Ồ, đi vô rừng cây đó chụp đẹp kìa, đẹp chưa? Bờ biển nè, đẹp chưa? Còn một chỗ barbecue đây, chỗ mà sân bay đường số 3 San Francisco Airport cũng giao vào sát vào biển luôn. Không, bây giờ đi giờ ở dưới suối rồi phải không? Bây giờ mình phải xuống biển. Giờ xuống biển, đừng có suối nữa. Núi. À hả? Xong rồi. Là hết đó, là không còn đi đâu nữa đó. Yeah. Là lên núi là hết rồi đó. Lên núi là hết rồi đó. Rồi mỗi ông đu một cái đi để quay nè. Rồi anh Danh leo lên đu đi. Ờ mỗi ông đu một cái quay nha. Cái áo ông đưa cho ai cầm đi. Đưa áo cho ai không đu cầm. Cần đẩy không? Thấy rồi đó. Ừ. Kìa đẩy cho ông cái anh Thắng. Rồi. Đẩy không? Đẩy không? Cần đẩy không? Kìa anh lách đây lên đu đi, lách anh lách đu phóng xa lắm đó, đu đi ông Mía, đu không? Không có té. Ông Mía đu không? Mía không phiền. Phiền gì? Té rồi cho. Ờ té có mày nó keo. Dạ không có té đâu mà. Anh Mía phải bỏ chân vô. Cầm hai cọng dây, bỏ chân vô kẻ giữa đi. Không, muốn cầm chắc đó phải cầm trên cái cục gu á, trên dây á. Hơn, nhưng mà bỏ chân vô kẻ giữa cầm, không bỏ cái đầu gối thế nó chịu chắc hơn. Đi khe phò nha, đẩy ổng anh Danh cho ổng quay qua đây cho ổng có cảm giác mạnh thôi cái ơi. Đó, đó ừ vậy đó, xây qua mặt bên đây coi mình có sợ không. Ổng đu với giống khỉ đó. Đừng có buồn nghe không? Đừng có buồn là buồn té đâu lắm á. Kêu anh lạch lại mới giống khỉ kìa. Chơi nữa. Sợ quá. Đừng xuống đây, đừng có té. Ơ nè nè ông Mía lại quay tôi cái chiều này nha, phải đẩy cho mạnh nha ông Danh. Thôi để cho anh Danh, ông Danh nó lên kìa. Nó nắm cái chân chặt cho tay đó nha. Phải đẩy mạnh nó mới chơi nha. Cầm ca
vô trật cho tay á, không có bao tay là coi như trật cho đó. Tại vì để cái đầu gối nó sẽ chắc lên. Rồi đẩy đi, đẩy mạnh đi. Đây, quay vòng, quay vòng vòng. Đứng mạnh quá, đứng mạnh quá. Đó. Đang có chén á. Thôi, đừng có xuống. Đây đang có chén xuống té. Trời hết chén bớt. Mạnh quá cái chén nó mạnh. Trời hết chén bớt. Anh đi. Alan. Kêu luôn vậy. Vui nè. Đây mau lên. Lần mới lấy rồi. Đây. Này. Thôi lấy mà đồ quay, giống như gì tóc không biết bay gì. Chào đâu quay. Nó đi mấy chỗ nào mà gồm men tịt rồi nó nhớ người yêu nó giữ làm phải ừ đó nói với bồ nó là đi mấy chỗ ngắm biển nha, lên núi rồi ngắm nha. Bây giờ có tình cách nào nó gồm men tịt không hả? Vẫn cô lên đây đây có mấy cào nhôm kìa, cái cào nhôm ở dưới kìa đó tạo không ở lên đây xuống đây nè, mình đi lên cầu đó đâu cho ra hả? Không, cái này tên là không biết nó cho vô không, nhưng mà thường thường ta mướn tàu á, ta mới đi vô đó. Giờ mình hỏi cho vô chụp hình không ta? Hỏi ai cho? Bây giờ mình hỏi. Tắt nhạc lên. Mình lại mình hỏi cái nó cho xuống không? Mình xin ra đó mình chụp hình thôi. À, qua cầu bên kia mới qua được kìa. À, cầu kia chính giữa kìa. Cái này đó có đồ lót rồi. À, cầu kia kìa, cầu kia có không? À, đi lại cầu kia đi. Không, bây giờ tới đây chụp. Đó là để đi cho cầu cá đó. Bắt cua hả? À, đi vệ sinh vô đó đi. Cá thôi. Nhà vệ sinh. Nè, đứng ngay cầu nè. Đứng đây chụp hình ra biển nè. Không không, đi xuống đây một cái để mình quay cho nó gần. Nè, chụp hình ngay đây đẹp nè. Chị Hằng ơi, chụp hình đây lấy cái cảnh đó kìa. Wow. Ở đây ở đâu có xem nhiều lắm nè. Ra bến tàu nè. À, có nhà hai phòng nè không? Mía muốn ở không? Ở xíu nữa. Xíu nữa. Đâu? À, tàu hả? Hai phòng nè. Đó, chỗ này biết à, có lý ha. À, có lý à. Cũng dễ tiền đó nha. Alo xuống đây chơi nè. Thả tôi về Đà Nẵng luôn. Thả cho về. Thả cho về Đà Nẵng luôn. Chạy luôn á, cái nhà mobile chạy luôn mà. Nhà chạy luôn mà. Có máy chạy nè, ngoài sao nè. Cái này chiếc bè. Chiếc bè. Ồ, cái là cái bè thôi ha. Cái bè nhỏ. Chạy luôn không? Ừ. Có nhà bếp nữa, công tiêu. Hello. Can I go over there and take a picture? Yeah, I don't rent my boat out, but you guys want to... Take a picture? Yeah, just take a picture. All right. I'll follow you. Thank you very much. No, like over there, I think they do. Over there. Sometimes. Okay. Oh, she said she wanted to take a picture. Yeah. Thank you very much. Go. Thấy không? Tôi đá không nghe, tôi cười với ông cái ông cho mở cửa cho tôi vô. Gái đẹp và quan trọng nhất. Gái đẹp là trời đó, trời đó. Tôi đá không nghe với ông một cái. Tôi cười với ông một phát cái ông mở cửa cho vô bánh tàu liền đó. Cho mướn á. À hả? Ổng không cho mướn mà tại ông mở cửa tự nhiên ông dòm tôi ngay ngất quá cái tôi nói mày mở cửa cho tao vô. Hên lắm mới cho vô đó. Cái này chụp cái tàu cái nhà nè. Hả? Cái nhà cửa chụp nè. Dạ, yeah, ok rồi. Đó, chị cái cửa. Đây nè chụp nè. Đứng đây đừng có vô tàu ta. Nhà tàu. Đúng rồi nghe, mình nãy mình xin chụp hình nha. Đó, cho nó sẵn xuống đây mình quay review luôn. Vai đẹp nha, mình không có vô. Dạ, yeah. Nè anh mé quay đi mà ổng vô kìa. À, coi như là thằng thấy đẹp quá mà cái cửa cổng ngang là đóng cửa nha, cái thằng xinh thằng nói là cho đi vô. Yeah, thank you. Dạ, yeah, ổng mở cửa cho mình đi. Ok, đi mé ơi, đi mình đi vòng vòng xuống đây. Sao lẽ mình không có được vô trong bến này phải không? Ông cho quay rồi. Dạ, ổng không quay nữa. Đi, mình cứ đi tham quan vòng vòng mà đâu có sao đâu. Đâu có phá gì đâu. Đó mấy người này cũng đi biển rồi. Rồi ai đi lên đây với tôi nè, làm cảnh nè, đi
giới thiệu tham quan được. À là đi lên, mấy anh đi được lên. Trời ơi, đá xuống dưới nha. Cho đi vô được rồi. Quá trời đẹp lên, mời mặt tình mời chụp hình nha. Mặt tình mời chụp hình nha. Đậu parking cũng mất tiền. Đúng rồi, đậu parking mất tiền không? Cái bà mấy bà nên làm mấy bà đó đây. Có người mướn rồi. Mướn mấy chỗ này đậu tiền. Đâu giờ mướn người. Đẹp quá anh bé, nhớ Đà Nẵng không nè. Nhớ chứ. Nhớ Đà Nẵng vậy dài luôn. Nhớ Đà Nẵng rồi. Nhớ Đà Nẵng rồi. Mấy cảnh tàu đẹp quá anh bé. Trời ơi đẹp. Bến tàu để những chiếc tàu này ta đi ra khơi chơi đó. Đúng rồi, nhớ Đà Nẵng quá trời luôn. Đà Nẵng không có chiếc tàu nào hết trơn, có mấy chiếc tàu. Bến tàu này thật ra là ta chỉ cho mấy người cái gì đó khi cái tàu mướn để đi ra chạy thôi, người ta mới cho xuống. Nên như không ai cho kéo bày vô đó. Bữa nay hơn nha. Ê, bữa nay mình đi hơn phải không mấy anh? Chết chờ sải lần. Ngày tối nay à, chơi cái bến. Hơn. Đúng rồi, chiếc tàu nó có chạy mà. Cái đầu bụng đây nè. Chụp hình qua đó, ha. Đó, chụp đó. Chụp hình qua đó, lấy tờ nha. Đó, bây giờ khoan để quay cho ông mía đi giới thiệu cảnh Đà Nẵng đi. Ở đây Đà Nẵng nè. Đây Đà Nẵng hả? Ừ. Phải không? Ừ, giới thiệu đi Đà Nẵng đó. Ôi. Hả? Đà Nẵng Mỹ á. Đà Nẵng. Đây là Cù Lẳng. Cù Lẳng. Wow, đẹp quá, đẹp quá. Quá đẹp luôn. Ông Lưu với Alex đứng thuốc dưới rồi. Này là anh Lưu fan của Alex nha, không phải Lưu Đinh nha. Wow. Cái bạn này đi tới đâu la làng tới đó mà, chứ này bến tàu mới cho vô chứ nhà chùa đuổi rồi. Anh nói cái bạn này đi tới đâu la làng tới đó. Hả? Ờ, Hằng nữa đó, có tên Hằng đó hen. Đẹp quá ha. Cái ông đó là ông quản lý ở đây bến tàu á, ông giữ cổng á. Ông quản lý á. Wow, nhiều bến lắm á, đẹp chưa? Chiếc này tư dân hả? Bên kia mới cho. Thôi em ở Việt Nam có tàu làm như vậy chị. Wow, nè anh mấy ơi chụp hình đi. Tàu Việt Nam. Lấy đây chụp hình đi. Biết cái nhạc khoảng nhạc của Lobo ca không? À, Thắng biết cái bản nhạc của Lobo không? Mấy cái bản nhạc của Lobo ca không? Không. Nhạc Anh á. Không. Nghe cái bản nhạc này có biết không nghe. Rồi bây giờ quay dựng cái này nữa đi. Đi dạo xung quanh vòng vòng nè. Có muốn đi vòng vòng qua kia không? Hay là nhiêu thôi? Chụp hình cho anh mé anh Danh hả? À, coi chừng cái vỏ rớt dưới sông nha. Coi chừng cái vỏ nó rớt dưới sông nha. Đó, bên kia là đang chụp hình nha. Đó, bên kia là mình đi hết một vòng á. Chụp đi, chụp đại cho ổng đi, chân dài á. Rồi quải áo, quải vỏ đồ này kia. Quải cầm vỏ đồ chụp hình luôn này kia nọ. Đó. Cầm vỏ luôn. Đó. Cầm vỏ đồ chụp hình rồi luôn. Còn ông kia đứng cái tuốt ở trên đó, quải áo ngồi đó rồi kìa. Đó ngồi trên cái cáo đó kìa. Thấy không? Ông kia đó ngồi trên đó kìa. Đó. Thấy không? Ngồi trên bờ, ngồi trên cái ghế đó. Đó, cái đầu chọc lóc á. Yeah, nó giống như thất tình vậy. Đi đâu cái nó được cũng giờ nó mà có cô nào đi cặp kè tay nó cái bên á thì quá mai. Còn thôi là đi ra là chơi hơi trong hỏng mình nó là nó cứ đánh chỗ khác nó trốn. Bây giờ tôi chỉ có cách này làm hết bệnh này dẫn qua bên Lâm Châu. Ơi, có con gái đẹp nào đưa cho nó không, mà phải thương nó thiệt là nghe. Nó hết phòng dẫn qua Nhật hả? À? Qua Japan nó có một chỗ cho mướn người yêu một ngày. Trả tiền giờ nha. Cho ngủ nằm kế bên mà không có cho làm tờ bậy bạn nó nha. Nó muốn yêu thiệt chứ yêu giả như vậy cho chết nó thêm hả? Bây giờ con nhắn chịu nổi rồi con chạy chạy vô khóc chơi có. Trời đất ơi anh Lưu ơi, nó muốn yêu thiệt chứ yêu giả như vậy là chết nó thêm hả?
luôn, có trò chơi luôn, cho mướn một ngày rồi cái ngầm ngủ trong phòng đàng hoàng. À, nhưng mà không có được làm bậy ôm thôi, không có làm chuyện gì cho mình lại ở đàng hoàng. Đúng rồi, bên Nhật nó có đủ trò tình yêu để cho mình tình yêu tưởng tượng. Ờ, tưởng tượng mà là lỡ nó yêu thiệt còn chắc. Bởi tình yêu tưởng tượng đó mình mới suy nghĩ nhiều nữa, đúng không? Không, không mình để nó qua bên đó, là mình không phải có chấp nhận là cái này là cái chơi cho nó để nếu mà tình yêu tưởng tượng cái đó chơi thôi, pháp tâm lý chỉ cho mấy người ta để cũng như đó chứ bây giờ nè mình thiệt sự mình nói á, thí dụ như như không mà mấy cô gái nào mà chịu ở đây mà ai mà chịu tình nguyện làm giả được chứ. Không có tình yêu không có giả được, tại giả khi mình là người giả đúng không? Nhưng cái người đối phương người ta yêu thiệt là mình chết, mình là người có tội. Cho nên cái đó không có bao giờ giả được hết á. Yêu là yêu, còn không yêu là không yêu chứ không có giả. Tình yêu nó rất là nguy hiểm. Cái này mình nói thiệt. Con người chịu nổi sốc đi tự tử chết. Ừ đó, cái thất tình cũng là một cái mà có thể làm người ta hả chết sống á, chết nhiều lắm về thất tình. Cho nên không có giả. Thiệt là thiệt, còn không thiệt là con thôi. Ở Việt Nam mới tự nó nhảy cái cầu cầu quay ở cầu đỏ chết đó, có nghe nói không? Không. Cách đây 21 năm. Vậy hả? Nói người Việt Nam mà nó thương thằng đó người da trắng. Cha mẹ nó nhất định thương. Mẹ trắng nó không gả. Cái đó báo San Jose bắn rồi thời đó luôn. Nó lên cái cầu đỏ đó không? Mà nó không có nhảy xuống nước. Nó nhảy ở bên hông xuống cái xi măng mà trượt ở trên nó bể đầu á, chết. Mà nát hết luôn. Trời, cái kỳ đó, tội nhỏ. Ê, yeah, mà đó. Thời buổi này mà cha mẹ không chịu cái gì nữa, nó thương đâu thì nó thương chứ. À, cha phải mẹ không chịu là bởi vì nói đó nhưng mà lấy rồi mà mất cũng như là mất phận đi ngủ nói chuyện không hết sao. Đâu có gì đâu. Gì thời buổi ở Mỹ mà. Thì cấm cản mà sao này sao nó tức cực nó cũng cho nó chết. Tức là có chưa đầy 20 tuổi. Nhỏ đó chắc cũng tới số thôi 10, chứ 17 tuổi tôi nhân cũng đúng đúng là tôi nhớ nhỏ đó 17 tuổi đó. Chứ thời buổi ở Mỹ mà làm gì có thì chuyện ngăn cấm. Nếu mà nói qua qua tuổi hai mươi mấy á thì nó không chết, nó đủ suy nghĩ rồi. Dạ yeah, đúng rồi. Có cái tình đầu mà của mấy đứa mà bắt đầu nó yêu á. Mới lớn mới yêu á. Mấy người trắng người đó nó thương dữ lắm. Dạ. Cái đó không phải là chỉ có một người đó, có nhiều người Việt Nam quen người trắng rồi. Cha mẹ chửi ngược cho lại luôn, chửi nét hết trơn. Mối tình đầu khó quên. Mối tình đầu. Giống như ai được cái mối tình đầu giờ khi nghĩ. Thằng đó giờ có thật sự có ai yêu nó thiệt á. Where do I begin? Phải có một cô gái nào mà đẹp thiệt mà tới với nó yêu nó thiệt á. Mới kéo nó nổi thôi. Mối tình đầu. Mà giờ hỏi ở đây cô gái đẹp nào mà nhào vô mấy ông nội này. Đây. Không phải, không phải như vậy là tìm không tình tình yêu không được, tìm được nhưng mà để con người muốn tìm tình yêu được thì phải phải chịu đựng hả, phải chỉnh đốn mình lại để cho cái nào nó chỉnh đốn lại cũng như là thôi mình lách mấy kia, mình muốn lấy tình này thì phải bỏ cái kia, không có chọn được hai bây cái giờ nữa. Nè ý mình nói thí dụ nó chưa có gặp đúng đối tượng phải không, thì nó buông xuôi, nó nghĩ đâu có gì vui đâu thì nó có cái đó nó làm vui vậy thôi, nó cứ nghĩ vậy. Nhưng mà ý mình nói hiện tại nó chưa có hoàn hảo được thì đương nhiên không có cô gái nào nhào vô nó. Nhưng mà nếu mà cái duyên cái nợ cô nào mới nhào vô chịu đựng thì có thể mới cãi quá nó được thôi. Còn thôi là thấy đời sau. Giờ mấy con sóc yêu nó kìa. Đó, ngồi lên chơi mình đó trên cỏ. Ông thích chơi sóc quá thì giờ bữa đi qua bên cái chỗ cái park bên đây là sóc nhiều lắm. Nó chơi mình với nó chơi với cây cỏ, nó rất là thích mấy cây bông hoa rồi nó thấy là nó chơi vậy thôi chứ nó chơi với người. Chị rồi bên đây lấy nè. Thôi mấy ông đó la người ta cho vô rồi phá nữa bị la. Đúng rồi, của ông hồi nãy cho vô đó. Của ông cho vô đó thấy không? Rồi cho vô được đi dạo vòng rồi. Còn nhiều chỗ đó tại mình không đi. Cái này là bữa nay là mình vô là free đó nha. Free đó. Không có đóng tiền ha. Chứ mỗi bữa là phải mua vé vô phải không? Ông đâu có mở cửa. Tự nhiên cái ông dòm tôi cái là tôi cười với ông cái. Tôi hỏi ông từ chối hết được luôn. Cái này là tội mê gái. Tội mê gái. Tại ông dòm mình cái mình cười. Tôi với ông cái mình nói đi cho tôi. Ê, no fish. No fish tôi biết cầm nè. Dạ tôi miếng nè. Chân dài 3 thước luôn chứ. Tại vì ổng kéo cái phone iPhone nó có chức năng đẹp chứ bộ. Nè, ổng thấy không? Nó quá đẹp, phải không? Chân dài 3 thước nhưng mà cứ kêu ổng bấm đại nó rất là đẹp nè. Quay mấy con này nó giống như từ bước đi của mình á, vừa bước nó nghệ thuật lắm. Bài á, quay con ngầm bài. Chân dài 3 thước luôn chứ không phải 1 thước nữa. Ở Việt Nam mà
Chết rồi, ông mía chụp hình bây giờ có trong phim nổi tiếng à, đi ra gặp khán giả cũng order ông mía chụp hình nữa là sao ta? Đó vô ông đời, biết rồi. Ông đi chùa bị người ta bắt ông chụp hình cười chết, nói tại coi phim thấy nói ông mía chụp hình đẹp lắm. Lại ông bác. Người ta chụp hình được mà bác mình kéo mình đi rồi, chụp rồi. Rồi, mấy cái này mới là nghệ thuật nè. Đó, thằng muốn mấy cái này nhưng khi tạo tự nhiên không đẹp. Cho nên nãy thằng quay thằng kêu anh chụp đó. Thấy không? Xuống quay vô mấy con này nữa, bay tự nhiên cái việc đi cứ quay vậy đó, đúng rồi, rồi xong rồi mới lựa ra chụp moi đứng sửa tới sửa lui, đúng rồi, cứ bấm đại với ông mình xoay cái máy mà của hồi xưa mấy này kia nó chụp ngày á, chụp cho mấy cái món đồ á, bấm một cái nó đi mấy quần la pha chụp rồi về nó chọn cái nào được nó lấy, nó chụp lô hình như là mấy ngàn tay quay ai vậy, quay vô thấy không? Ừ. Ông muốn chụp nó đừng tới được rồi. Okay. Nghe cho là bản nhạc cho Liệt nghe được nè. Quay vô. Phóng coi. Phóng theo lấy lộn gì ra, lấy lộn gì. Nhớ về nơi xa. Nhớ về nơi xa. Ờ. Con chó đẹp quá. Chó bự, con chó to quá trời luôn. Chó. Lần sau có ai muốn xuống bến tàu thì order nha. Bến tàu này, bến tàu ở đâu anh Lưu nói đi để khán giả hỏi hằng. Này của Emeril. Emeril. Dạ. Nhưng mà thường ngày nó có mở cửa để cho mình vô không? Bên đó chắc có. Còn ở trên đây là tàu tư nhân đậu, người ta đâu cho vô đúng không? Dạ, cái bến này là bến tàu tư nhân nha mọi người. Đó. Đây nè, đứng trong bụi lau sậy kìa. Alex nghe bản này được nè. À, đưa cho nó nghe đi. Nghe mắt công dậy nghe đó nhảy cầu nữa bây giờ. Nó nghe mấy cái nhạc tình lãng mạn là nó nhảy cầu đó rồi mắt công nữa. Mắt công nó về uống mấy chai Heineken. À. Nó không uống Heineken mà nó nhảy cầu, nó buồn quá. Thằng đó giờ chỉ có tiên thiệt chị nó mới bỏ được tiên nâu thôi đó. Cái đó mình nói thiệt luôn đó. Không có tiên thiệt cứu nó là tiên nâu, tiên bọng gì là xong. Đấy. Con cá này, con cá kia. Không ba cẳng đâu. Nè mấy ông đi xuống đi, thằng quay cho. Ủa cho xuống đâu ngăn ngại. Cho mà, thì đi tới đó đứng thì dừng lại. Ờ, đi ra tới đó chơi đi, mấy đi cho đỡ nhớ bến tàu Đà Nẵng đi. Máu phải Thượng Hải. Ê, đi xuống. Cái này đó lên tàu. Không phải cái này tới đây à, đâu lên tàu đâu. Thì đó tàu ngừng nhà đó. Ừ. Đi ra đây để leo lên tàu đi rồi đóng cửa rồi. Kêu cầu tàu. Nè đây chụp hình sáng nữa nè. Đó, cái góc này mà chụp hình là hết sảy nè. Wow. Cảnh đẹp lắm bà con ơi. Đó, ông mía đỡ nhớ bến tàu Đà Nẵng. Ông mía đỡ nhớ bến tàu Đà Nẵng. Ủa Alex đâu rồi? Trời ơi, lại quải cái áo đứng góc nè, mình vậy thôi à. Đủ nắng luôn à. Chỉ trước mặt mới lạ nè. Đó, bây giờ là đó, tàu đang ra khơi. Tàu đang ra khơi nha. Tàu đang ra khơi kìa. Đó, 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 đó. Tàu đang ra khơi này, tàu đi chơi thôi. Tàu có mấy người đậu đi chơi thôi. Chứ đâu phải tàu đi cào biển hả? Tàu đi chơi thôi hả? À. Tàu của mấy người đi chơi với đi câu cua rồi đó. Đi ngoài biển vòng vòng. À, ta đi vòng vòng biển, người ta câu cua rồi đi câu cá. Tàu này cũng tàu đi câu cá đó. Tàu câu cá nữa nè. Chị cái nào? Cái này muốn đưa thì đưa cho ăn nè, không để ở lại cho nhà. Cho nó ăn đi. Nó ăn dữ lắm mà, khô bò. Nướng lên ăn ngon. Nướng lên hả? À. Cái đó là khô bò hả? Khô bò. Là hạn còn còn ăn được. Không ăn, không có u rồi trong cái hãng hết. Đưa lấy kìa. Ở đây. Để cho nó cầm. Cái này thuốc này. Cảm. Ừ. 2000 US. Từ lửa tư tới 5-6 chứ không có nào okay. Đá hết. Ừ, ok. Thank you anh. Có thuốc bà bử luôn nè. Có nhiều bà bử. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Rồi, thank you anh nhiều. Có ai mà uống được thì cho anh. Dạ. Ủa mày không đi restroom ở đâu vậy? Đi vô nhà hàng hả? Có đi ai đi restroom không rồi đang đi về? Restroom đâu, đóng cửa rồi. 5 giờ.
Vậy là phải đi ngược lại restroom hồi nãy chỗ kia kìa. Chỗ kia. Ừ. Chỗ kia có phá rồi phải không? Cái hôn hàng là bỏ vô trong này nha. Ừ, đây đây bỏ vỏ hàng nè. Ở cái chỗ nhà nãy là hàng. Ừ, thôi vậy đi restroom đi trước khi lên xe tại sợ về kẹt xe. Đây. Rồi đi bỏ đồ lên xe chứ. Bỏ đồ lên xe đi. Đây. Xe đâu? Xe đằng kia. Rồi bây giờ anh Lưu đi về hả? Về chưa? Ờ ok. Rồi. Về nha, đi chơi vui vẻ. À rồi ok, thank you anh Lưu nhiều. Cảm ơn anh Lưu. À không có gì, để có khi nào mà mình có dịp thì rủ đi qua bên trên kia chơi. Ừ, hôm khác đi. Ha. Ok, thank you anh Lưu nha. Dạ bye bye. Dạ. Dạ, ok, bye. À, thôi cái đó có nhiều đó, không cần gì để Việt Nam. Việt Nam lần hàng mua nhiều lắm, nó để chia cho mấy người suối. À, ok, không sao anh. Dạ, thank you anh nhiều. Đâu đi bỏ đồ vô xe đi. Rồi mình đi ngược lại đi hết luôn. À. Đẹp quá ha, cái bến bãi biển đẹp ha.